Hi, xin chào tất cả các bạn. Những người Hoa Sen đã quay trở lại đây. Và hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học ngữ pháp quen N4. Và trước khi vào học ngữ pháp mới, chúng ta cùng nhau xem qua một bức ảnh của bạn. Hỏi các bạn, Eo Mình Thực Đờ Sách. Hỏi các bạn, nhìn thấy các bạn này là gì? Đúng rồi, bạn này đang đọc sách. Nhưng mà sao bạn đó là gì? Đã quyết định là tháng trước là gì? Mỗi ngày bạn đó đều đọc sách. Cho dù có bận cái nào thì bạn đó vẫn gì? Cố gắng mỗi ngày đọc một sách. Thì chúng ta sẽ có mẫu câu là gì? Mai ni chi homo yo muyo ni shite masu. À, mỗi ngày cố gắng đọc sách. Thì hôm nay chúng ta sẽ học mẫu câu là yo ni shite masu, là cố gắng làm cái gì đó. Các bạn, rồi để hiểu rõ hơn mẫu cấu trúc này, chúng ta cùng nhau đi qua phần cấu trúc của nó. Thì phần cấu trúc của nó thì chúng ta sẽ có là gì? Jisoke. Thì chúng ta sẽ có veru cộng cho yo ni shite masu. Và tiếp theo đó là gì? Động từ cố định để na yo ni shite masu, là cố gắng không làm cái gì đó, hoặc là gì? Cố gắng làm về ý nghĩa của nó các bạn ha. Rồi, cái cách dùng của mẫu cấu trúc này là gì? Dùng để nói khi nỗ lực làm đi làm lại nhiều lần liên tục một hành động nào đó. Ví dụ như hồi nãy mình có câu ví dụ là Mainichi hongo yo muyo ni shite masu, là gì? Mỗi ngày cố gắng đọc sách. Đúng không các bạn? Rồi, để hiểu rõ mẫu cấu trúc này, chúng ta cùng nhau đi qua phần ví dụ các bạn ha. Hey, konoe sai. Rồi, đây là mình ha. Thì mình đây là gì? Mình quyết tâm là cố gắng là mỗi buổi sáng là gì? Mình thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, cố gắng thức dậy vào lúc 6 giờ sáng. Thì chúng ta sẽ có mẫu câu là mai asa rokuji ni okiru yo ni shite masu. Ii desu ka? Hay ii desu ne? Rồi, để rõ hơn mẫu chút này, chúng ta cùng nhau đi qua phần luyện tập. Hay sasuku renshu shimashou. Yo ni shite masu. Hay kono ue o mite kudasai. Rồi, các bạn nhìn vào đây rồi, các bạn nam này ha, các bạn nam này đang trước mặt bạn đó lại có một cái gì ta? Đúng rồi, có một gì không? Thì bạn đó tháng trước đã quyết định là gì? Mỗi ngày tôi đều cố gắng ăn rau củ ha các bạn. Thì thay vì mắt chúng ta chuyển sang veru là gì các bạn? Đúng rồi, chúng ta sẽ có là ta veru. Và mình tiếp vô mẫu cấu trúc là ta veru yo ni shite masu. Thì chúng ta sẽ có mẫu câu là hay ii desu ne. Mai ni chi yasai o taberu yo ni shite masu, là gì? Mỗi ngày đều cố gắng ăn rau củ. Ii desu ka? Hay mochiro ite kudasai. Mai ni chi yasai o taberu yo ni shite masu. Hay ii desu ne. Tsugi no renshu shimashou. Rồi, các bạn nhìn thấy các bạn nam này đang làm gì ta? Đúng rồi, bạn đó là gì? Đang giảm cân ha. Vì đang giảm cân nên mỗi ngày bạn đó là gì? Cố gắng vận động. Thì chúng ta sẽ có mẫu câu là diet o shite masu kara mainichi undo shimasu. Undo shimasu chúng ta chuyển sang là thành là undo suru yo ni shite masu. Hay ii desu ka? Thì chúng ta sẽ có mẫu câu gì nào? Đúng rồi ha. Thì chúng ta sẽ có mẫu câu là diet o shite masu kara mainichi undo suru yo ni shite masu, là vì đang giảm cân nên là mỗi ngày cố gắng vận động. Được chưa các bạn? Hay ii desu ne? Hay tsugi no renshu shimashou. Rồi, các bạn nhìn vào chân ha, thì các bạn thấy bạn nam này như thế nào? Đúng rồi, bạn đó là gì? Cố gắng là gì? Không hút thuốc nữa. Thì chúng ta sẽ có mẫu câu là gì? Kenko no tame ni tabako o suimasen. Thì chúng ta suimasen, chúng ta chuyển sang theo quy định là suwanai yo ni shite masu. Hay ii desu ka? Thì chúng ta sẽ có mẫu câu gì nào? Hay ii desu ne? Chúng ta sẽ có mẫu câu là kenko no tame ni tabako o suwanai yo ni shite masu, là gì? Vì sức khỏe, đúng không? Để cho có sức khỏe thì tôi cố gắng gì? Không hút thuốc nữa. Đúng không các bạn? Rồi, mô chế đồ tiết ra sai. Kenko no tame ni tabako o suwanai yo ni shite masu. Hai, ii desu ka? Hai, ii desu ne. Hai, tsugi no renshu shimashou. Rồi, các bạn nhìn vào tranh thì bạn nam này đang gọi điện về gì? Về cho gia đình của mình ha. Ví dụ như bạn đang ở bên Nhật thì mỗi ngày là gì? Bạn cố gắng một lần gọi điện về cho gia đình, cho bố mẹ mình ha. Thì mình sẽ có mẫu câu là ichinichi ikkai kuni no kayoku ni denwa shimasu. Thì denwa shimasu chúng ta chuyển thành là denwa suru yo ni shite masu. Hai, ii desu ka? Rồi, chúng ta có mẫu câu gì nào? Đúng rồi ha. Thì chúng ta sẽ có mẫu câu là 1日1回 kuni no kazoku ni denwa suru yo ni shite masu. Thì câu này gì sao các bạn? Đúng rồi ha. Mỗi ngày một lần thôi vậy, cố gắng điện thoại về cho gia đình. Hay ii desu ne. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay.
và để củng cố cái mẫu cấu trúc mình vừa học thì mình có để cái link bài tập ở phía dưới và các bạn hãy nhớ làm bài tập, và nếu bạn nào đạt được 100 điểm thì bạn đó sẽ được một điểm tích lũy. Và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên của Nhật ngữ Hoa Sen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Matakudo negashimasu.